Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồ Thủy Tiên đang chế tạo những con rối mới cho những liên hoan rối quốc tế sẽ diễn ra trong năm nay. Chị Thủy Tiên đã dành toàn bộ không gian này để tạo hình và luyện tập hàng chục con rối. Con rối này là đang chuẩn bị để tháng 10 này tham dự liên hoan ở Quebec, Canada. Đấy, và mục đích của bên mời là giới thiệu văn hóa Việt Nam. Vì thế là mình phải chọn một con rối mang tính Việt Nam mà phải làm được nhiều động tác và mọi người để thấy rằng là rối cạn của Việt Nam rất phát triển. Những năm gần đây, nghệ sĩ độc diễn rối cạn duy nhất tại Việt Nam đã có người đồng hành và có thể nói là người kế nghiệp. Đó chính là con trai của chị, Tạ Xuân Duy. Ở tuổi 16, Xuân Duy hiện là nghệ sĩ rối trẻ nhất Việt Nam. Xuân Duy được cấp giấy phép chính thức biểu diễn múa rối ở các lễ hội quốc tế từ năm 12 tuổi. Một chiếc gầu trần phở, đây ạ, hay rổ giá mây che đan, dây thừng nữa. Mọi vật liệu đều có thể được nghệ sĩ ưu tú Thủy Tiên sáng tạo ra những con rối ngộ nghĩnh như thế này. Và thậm chí là lõi giấy vệ sinh hay là những nắp chai nhựa đã qua sử dụng thì đều có thể sáng tạo thành những con rối mini. Và đây cũng chính là chủ đề của buổi workshop ngày hôm nay của mẹ con nghệ sĩ ưu tú Thủy Tiên, hướng dẫn làm những con rối mini từ những vật liệu tái chế. Lớp học làm con rối này đã từng được nghệ sĩ Thủy Tiên tổ chức tại Hàn Quốc trong khuôn khổ một cuộc liên hoan rối quốc tế. Mình tổ chức một buổi workshop làm con rối như thế này để lan tỏa tình yêu rối của mình cho mọi người. Đồng thời, những con rối này đều làm từ các vật liệu rất đơn giản như lõi giấy vệ sinh, giấy màu, đắp chai thì đồng thời sẽ bảo vệ được môi trường. Con thấy con đã hài lòng với con rối của con và con thấy khó nhất là cái đoạn buộc dây, tại vì nó rất là dễ là rối dây. Vì buộc dây có thể điều khiển mới điều khiển được cái con rối. Không cần đến ánh đèn sân khấu, mẹ con nghệ sĩ Thủy Tiên đã mang những con rối đến với mọi người một cách rất giản dị mà ý nghĩa. Hàng chục năm qua, các tiết mục độc diễn rối cạn của nghệ sĩ Nguyễn Hồ Thủy Tiên đều là do chị tự xây dựng cùng với sự giúp đỡ của chồng và con trai.